Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình có buổi trao đổi cùng với các bạn học viên trường Bùi Trung Tín qua khoảng thời gian 3 tháng học IELTS tại CIA. Bây giờ chúng ta cùng nghe đôi lời ý kiến từ phía bạn nhé. Chào Tín, em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân với các bạn được không? Em tên là Bùi Trung Tín, em đến từ Lâm Đồng. Năm nay em 22 tuổi. Em có nhu cầu gì cho tiếng Anh hay sao mà tại sao lại đến Philippines và đến CIA? Đương nhiên rồi chị, tại vì tiếng Anh thời buổi này rất là quan trọng. Em nghĩ ở Philippines là một trong những nước nói tiếng Anh rất là nhiều. Và học phí ở tiếng Anh ở Philippines thì vẫn rẻ hơn so với những nước nói tiếng Anh khác trên thế giới, ví dụ như Mỹ, Úc, Canada. Chính xác, tất cả những gì mà Tín nói thì cũng là những lời mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn học viên, cũng như là tất cả các công ty tư vấn du học tại Việt Nam rất là muốn chia sẻ những điều đấy đến với học viên. Tại vì sao? Học tiếng Anh tại Philippines, chúng ta có một môi trường tiếng Anh chuẩn mà chi phí lại rẻ hơn được rất nhiều, một nửa thậm chí là 3/4 của các nước khác. Em học tiếng Anh ở đây em học khóa gì? Dạ em học IELTS. Tại sao em lại cần học IELTS? Tại vì em muốn qua bên Úc đoàn tụ với gia đình. Và khi qua bên đấy thì em bớt một khoản chi phí tương đối lớn để học tiếng Anh. Và ở bên đấy em có thể dễ dàng đi làm khi em có tiếng Anh. Chính xác luôn. Nếu như mà em đã có một cái bước đệm, em có một cái bàn đài tiếng Anh cơ bản rồi, thì sau này khi mà em sang đấy thì em không phải dành quá nhiều thời gian cũng như công sức để học lại từ đầu, đúng không? Và em có thể thích nghi cuộc sống một cách nhanh hơn, đúng không? Tiếp theo như em nói thì là em học ở đây được gần 3 tháng rồi. Vậy kỷ niệm nào đối với em cảm thấy nhớ nhất tại CIA? Nói về kỷ niệm thì em rất là nhiều kỷ niệm chị. Nhưng mà đáng nhớ nhất thì chắc vẫn là hai bạn ở cùng phòng với em. Hồi mới đầu vô ấy thì cũng bình thường như ba bạn bè khác. Nhưng mà càng về sau thì càng thân. Em đi chơi, đi uống bia, vân vân, đi du lịch. Nói chung là rất nhiều kỷ niệm chị. Thế bây giờ các bạn ấy còn học tại CIA nữa không? Không, bạn mới về được tuần trước. Ồ, vậy à. Đó, CIA là một cuộc sống vòng tròn rất là đến và đi hàng tuần. Thứ hai hàng tuần thì chúng ta chào đón những bạn học viên mới. Và thứ sáu hàng tuần là lễ tốt nghiệp của các bạn học viên. Khóa học thì ngắn nhất là từ 1 tháng và dài nhất là từ 1 năm. Vì ở trên này là chúng ta có thể lựa chọn tất cả những khóa học gì mà chúng ta mong muốn tại đây. Thế bây giờ em đã sắp tới đến ngày mà kết thúc khóa học tại CIA rồi. Em có cái lời động viên hay là chia sẻ hay là bất cứ những ý kiến gì muốn nói đến với các bạn học viên đang có dự định đến với CIA không? Em thì không biết các bạn nghĩ sao, chứ em thấy CIA là cái trường tương đối tốt. Bởi vì hầu hết giáo viên ở CIA giúp đỡ nhiệt tình, rất là nhiệt tình. Đồ ăn ở CIA thì lúc đầu qua thì hơi khó ăn thật, nhưng mà càng về sau thì quen dần, ăn cũng nhiều lúc cũng cảm thấy ngon. Đó, tất cả những gì mà chúng ta nghe đấy là từ tấm lòng và từ trái tim của Tín dành cho CIA và dành cho tất cả các bạn học viên Việt Nam. Và CIA luôn luôn chào đón và gọi mời những bạn học viên Việt Nam có thực sự nhu cầu tiếng Anh đến VCA. Chúng tôi không dám chắc rằng chúng tôi là trường Anh ngữ tốt nhất trên thế giới, nhưng chúng tôi đang cùng nhau cố gắng để hoàn thiện CIA tốt hơn nữa. Cảm ơn em và chúc em cùng gia đình sớm đoàn tụ và có những thành công trong cuộc sống tại Úc.